nào và hẹn gặp lại. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Cho Những Bức Tranh của mình. Và hôm nay hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho bức tranh về hai nhân vật trong series phim hoạt hình Bob Belcher nhé. Chiếc áo của mà người phụ nữ này đang mặc thì mình sẽ tô màu hồng trước. Chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình. Đây là nhân vật người con trai lớn và người con dâu trong gia đình Simpson. Chúng ta cùng màu cho con trai kia. Người con trai lớn và người con dâu này đang bê một thùng đồ lên xe nhé. Chúng ta cùng nó bắt đầu tô màu cho bức tranh này. Để tô màu cho bức tranh này thì mình sẽ sử dụng cây bút chì màu vàng để tô màu cho làn da và mái tóc của nhân vật người con trai. Chị Hà ơi, đưa nước hoa về rồi. Ok. Tí lặng vừa lại đi lấy. Mình sẽ sử dụng màu trắng. Yến biết yêu rồi. Lại biết yêu rồi làm sao hả? Em tôi sắp ngước hoa không cơ rồi. Thằng Hoa giữ chứ không? Thằng Hoa còn mỗi hai năm thì sẽ bốn mãi hả? Máy bay thì mình cứ nhận được đúng không? Đấy, chưa, có nghĩa là không bao giờ đúng không? Không bao giờ. Thôi. Đi máy bay là mình được đêm thì mình nghĩ ngay rồi. Chưa đi đâu thì anh chào mà đi máy bay. Thì đi hay bao giờ, chắc không bảo không? Mình bảo anh đi. Thăng hoa, thăng hoa, thăng tiến trong sự nghiệp mà thăng hoa trong tình yêu. Thôi, thôi, nghe học nghe mà phấn khởi. Chào vào làn da. Sống kỳ xưa mạnh như có phải. Mấy ai tuổi trẻ mà thành công được như thế không? Rực rỡ. Chú thành công dữ chưa anh? Một nhà đầu tư tài ba. Một người... Và chiếc bồn tắm mà nhân vật này đang ngồi mình sẽ tô màu xanh dương. Còn người gì nghe nữa nào? Tiếp theo là một loại thuốc tế áo của nhân vật người con trai. Không nói gì lại đâu, các anh không quan tâm. Dạ, ok. Thôi cảm ơn sự quan tâm của anh. Em xin chân thành cảm ơn. Em thay mặt gia đình cảm ơn anh. Mấy cây vàng chìm. Cái cổ này là cái cổ nhỏ nhất trong cái bộ Tiếp theo mái tóc của người đàn ông này, mình sẽ tô màu nâu. Màu xanh dương của cái quần. Phần nước bên trong của chiếc bồn này tô màu xanh nhạt hơn. Thank you.
bức tranh về hai nhân vật trong series phim hoạt hình Bob Belcher đã được mình tô màu hoàn thành sau 1 năm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.